Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 39 người chết cóng, đa số từ Nghệ An, Hà Tĩnh, 20 hồ sơ tìm thân nhân gửi Anh Quốc điều tra. Vâng, trong thời điểm này, thân nhân rất nhiều người của Việt Nam đã gửi liên tục những thông tin là hình ảnh và nội dung đến Anh và những nước khác để yêu cầu kiểm tra và hỗ trợ họ tìm người thân nhân đã bị mất tích trong thời gian vừa qua. Và thông tin mới nhất cho biết hầu hết 39 người chết trong xe tải ở Anh đã đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng tải ngày hôm nay và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cùng biết. Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2019, Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Mỹ Khánh tại tỉnh Nghệ An cho biết hầu hết 39 người chết trong xe tải ở Anh đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là thông tin ông cho biết. Đây là hình ảnh các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 trong một xe container xe tải tại khu vực công nghiệp ở Cray, khoảng cách 32 km về phía đông trung tâm London của Anh. Và đây là hình chiếc xe tải này. Hầu hết 39 người được tìm thấy đã chết trong xe tải gần London, có thể đến từ Việt Nam, theo lời một linh mục ở một vùng quê thuộc tỉnh Nghệ An, nơi nhiều nạn nhân được cho là xuất thân từ đó. Các thi thể được phát hiện vào hôm thứ Tư sau khi cơ quan tình huống khẩn cấp được báo về những người bị nhốt trong một container xe tải tại một khu công nghiệp ở Cray, khoảng cách 32 km về phía đông trung tâm London. Cảnh sát cho biết ban đầu họ tin rằng người chết là người Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cho biết quốc tịch của họ vẫn chưa được xác nhận. Các quan chức Trung Quốc và Việt Nam hiện đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh. Đại sứ quán của hai nước đã cho biết như vậy. Và đây là thông tin như vậy là rất mới với việc mà đã có tiết lộ rằng gần như 39 người đó đa số là người đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh của Việt Nam chứ không phải là từ Trung Quốc. Và Linh Mục Đặng Hữu Nam cho biết có hơn 100 người đã đi chuyến này. Và đây là hình ảnh của ông. Hình ảnh ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2019, Linh Mục An Thôn Đặng Hữu Nam dẫn đầu buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho 39 người được tìm thấy đã chết trong xe tải bên ngoài London tại giáo xứ Mỹ Khánh, tỉnh Nghệ An ngày 26 tháng 10 năm 2019, tức là đúng là hôm nay luôn. Linh Mục An Thôn Đặng Hữu Nam ở huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An nói hôm thứ Bảy rằng ông đang liên lạc với người nhà của các nạn nhân. Ông cho biết các gia đình nói với ông rằng họ biết người thân đang đi tới Anh vào thời điểm chiếc xe container đang chạy và không thể liên lạc được với người thân của họ. Theo thông tin tôi được biết, trong đợt này hình như có rất nhiều người, hơn 100 người đang trên đường để tìm sự sống cho mình, ông nói. Có những gia đình đã xác định được con của mình đã ra đi trong chuyến đi định mệnh này. Tức là qua cái điều tra của ông và qua những gặp gỡ của ông ở Nghệ An thì rõ ràng là chúng ta đã có những thông tin rất mới về việc này. Và buổi cầu nguyện cho 39 người đã bị ngạt thở và đóng băng đến chết trên đường tới Anh đã được tổ chức hôm nay 26 tháng 10 năm 2019 tại Nghệ An. Và chúng tôi xin chia sẻ đoạn video cầu nguyện này để các bạn cùng biết cái thông tin sự thật đã như thế nào. Và chúng ta có lẽ cũng video này sẽ chiếu trong vòng 1 phút để các bạn cùng biết. Đây là video cầu nguyện. Các bạn vừa nghe xong đoạn video cầu nguyện ngày hôm nay tại Nghệ An, nơi có nhiều gia đình đã có những người con và họ nói rằng họ bị mất tích vào lúc đó. Và thông tin từ giáo xứ Mỹ Khánh, tỉnh Nghệ An đã cho biết thêm vào ngày hôm nay như sau. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ cái thông tin này để các bạn cùng biết. Hình ảnh được chia sẻ trên trang Thanh niên Công giáo, nơi phát hình trực tiếp buổi cầu nguyện của Linh Mục An Thôn Đặng Hữu Nam cùng các giáo dân cho 39 nạn nhân chết tại Anh.
Nội dung thông tin chia sẻ được nói như sau, viết như sau: xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn và gia đình các anh chị vừa bị giết, vừa bị chết ngạt tại Anh. Trong số đó có nhiều người là con cái các giáo xứ nơi miền Trung nghèo khổ, phải tha phương cầu thực. Buổi cầu nguyện này vào buổi chiều tối hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019, Linh Mục Nam cùng khoảng 500 giáo dân cầu nguyện cho người chết khi họ thắp nến tưởng niệm trong nhà thờ ở Yên Thành. Linh Mục Đặng Hữu Nam nói thêm, không chỉ vùng quê Yên Thành mà có lẽ bao trùm không khí cả nước rất là bi đát và buồn thảm. Và để gần lại cái hình ảnh này, các bạn thấy rất rõ, đây là những cái người mà cha và người con đang rất buồn vì cái sự mất mát có thể đến với họ trong cái thời gian vừa qua. Và cái thông tin này đang phải được tiếp tục điều tra và chia sẻ. Và đây là những cái đoạn nhắn tin của cô gái cũng ở Nghệ An cũng đã, và những cái người khác ở đó trước khi họ chết, thì họ đã có những cái gửi nhắn lại người thân. Và đây thực sự là một cái sự đau lòng rất lớn trong cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, và đặc biệt là truyền thông quốc tế cũng rất quan tâm vấn đề đó. Và trong một diễn biến khác, tại Anh, cảnh sát đang truy lùng chiếc xe đầu kéo thứ hai và đặt vấn đề số người Việt Nam thực sự đã chết cóng trong 39 người sẽ còn tăng lên nữa. Và đây là hình ảnh bài báo và thông tin đã được đăng trên mạng truyền thông quốc tế, ghi rằng vụ 39 tử thi cảnh sát tìm xe thứ hai, số nạn nhân Việt có thể tăng lên. Đây là ảnh của cô Trà My và Nguyễn Đình Lượng, hai người mà gia đình lo lắng là nạn nhân của chuyến đi xe đã bị 39 người chết đó. Ngoài người lái xe tải Scania Robinson, dân Bắc Ireland đã bị giữ để điều tra về nghi vấn tội sát nhân với 39 tử thi trên thùng đông lạnh vào hôm 20 tháng 10. Cảnh sát Anh đã bắt thêm một người đàn ông và một người đàn bà ở Watford. Hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 10, thêm một người đàn ông bị bắt ở sân bay Stansted với nghi vấn là ngộ sát và âm mưu buôn người. Đó cũng là tội danh đối với hai người bị bắt ở Warrington, và cảnh sát Anh không tiết lộ danh tính, quốc tịch và sắc tộc, họ chỉ nói là cùng 38 tuổi. Tuy thế, một tờ báo Anh cho hay đó là Thomas và vợ là Joanna. Cảnh sát Anh chỉ nói người bị bắt ở sân bay Stansted năm nay 48 tuổi và đến từ Bắc Ireland. Người lái xe Bắc Ireland 25 tuổi, ông Robinson cũng bị giữ thêm 25 giờ để điều tra. Sáng ngày 26 tháng 10, cảnh sát Bỉ đang điều tra và có thể họ sẽ truy nã một người lái xe tải thứ nhì sau khi chiếc xe của ông ta đã được camera chụp ra vào cảng Seabrooker 10 lần. Đây là chiếc xe mà đã kéo chiếc container đông lạnh đến để chuẩn bị đưa lên phà để đưa sang Anh. Và cảng Seabrooker của Bỉ đã trở thành một trung tâm chuyên đưa người sang Anh. Và hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thêm, đây là chiếc phà đó và những cái xe container đang đợi sẵn ở bên cạnh để có thể lên chiếc phà này để sang Anh. Vì chiếc xe do Robinson lái đến từ Bắc Ireland để nhận thùng đông lạnh từ Bỉ sang, nhà chức trách châu Âu này đang tìm hiểu xe chở thùng đến Bỉ là từ đâu và do ai phụ trách. Cũng có tin cặp vợ chồng anh Thomas và Joanna đã bán chiếc xe tải Scania từ một thời gian trước. Đây là hình ảnh của xe container đang chờ lên tàu hàng tại Seabrooker, Bỉ. Ngoài ra, nguồn tin từ một khu lều trại của người Việt ở miền Bắc Pháp chờ vượt eo biển sang Anh cho biết thêm như sau. Chúng tôi được cho biết đường dây đưa người nhập cảnh lậu có hai hạng phục vụ. Người trả nhiều tiền hơn cho chuyến đi đến Anh thì không phải tìm vận may trong những thùng xe tải như vậy. Đây là tiết lộ của những người đang tìm cách cũng vượt sang Anh như vậy. Điều tra cho thấy ngày càng nhiều có người Việt Nam trong số 39 người bị chết cóng và ngạt thở trong thùng container lạnh này. Và đây là thông tin mới. Đây là xe đầu kéo và container chứa 39 nạn nhân chết cóng. Ban đầu cảnh sát hạt Essex cho biết hay cả 39 người trên xe đều là công dân Trung Quốc. Nhưng sang ngày thứ 25 tháng 10, thông báo tiếp theo của cảnh sát cho hay công tác xác nhận danh tính, quốc tịch của các nạn nhân có thể thay đổi. Cùng thời gian, nhiều gia đình Việt Nam có con em mất tích hoặc mất liên lạc vào thời điểm họ tin là thùng xe đông lạnh rời cảng Seabrook của Bỉ sang cảng Portsmouth của Anh Quốc đã liên lạc nhờ trợ giúp. Qua các thông tin nhận được, cho đến tối ngày 25 tháng 10, ít nhất 4 gia đình cho hay con em họ đã nhận diện là người Việt thiệt mạng trên chiếc xe xấu số đó. Tuy thế, cảnh sát tại Essex tại Anh vẫn nói họ không bình luận vội về quốc tịch của những người bị cho là nạn nhân của vụ sát nhân có tầm cỡ lớn nhất trong nhiều năm qua.
lịch sử hình sự của Anh Quốc. Và tổng số người Việt Nam bị giết, bị chết trong chiếc xe này đã được báo chí phương Tây loan tải lên tới 10 người. Và đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn. Đây là hình ảnh của những cái người cảnh sát Anh đang điều tra những cái xác chết nằm trong cái khu nhà này. Tức là chiếc xe đã được đưa vào đây, họ kiểm tra và họ xác định danh tính. Và sang ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, một số báo của Anh đã cho rằng có 6 người Việt Nam trong số 39 tử thi. Trước đó, hãng tin Reuters cho hay đang có lo ngại ít nhất 10 người Việt chết trong chiếc xe, tức là số lượng người Việt Nam ngày càng tăng dần. Theo nguồn tin cho BBC News tiếng Việt biết thì con số người Việt có thể còn tăng lên nữa, tức là có thể còn vượt lên trên 10 người này nữa. Đây là cái thông tin từ bên Anh đã xác nhận như vậy. Sĩ quan cảnh sát Anh phụ trách xác định danh tính nạn nhân, chánh thanh tra Martin cho biết rất ít người mang theo giấy tờ tùy thân và ông hy vọng sẽ xác định được người chết thông qua vân tay, hồ sơ nha khoa và DNA cũng như hình ảnh từ bạn bè và người thân. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 500 đồ vật trong xe tải bao gồm túi sách, quần áo và điện thoại di động cần được đánh giá. Sau khi nhận dạng hồ sơ đã được thực hiện, các nhân viên liên lạc sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình. Và đây là điều chúng ta có thể biết rằng với những người Việt Nam như vậy thì khi họ để sang Anh, họ sẽ vượt sang Trung Quốc. Và tại đó, theo những thông tin được biết là họ đã sử dụng những cái hộ chiếu tên Trung Quốc và hộ chiếu là giả của Trung Quốc để sang Séc Biên, và từ Séc Biên là đi bằng mọi con đường, sau đó đến Bỉ và từ đó là sang Anh. Và đấy là con đường mà họ đã phải trải qua rất là gian truân. Và 20 bộ hồ sơ liên quan đến 20 người Việt Nam mất tích đã được chuyển đến cảnh sát Anh cũng trong ngày hôm nay. Đây là thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Thông tin từ trang Việt Home tại Anh Quốc cho biết một nguồn tin giấu tên nói với tờ Mirror của rằng khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Các nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 đến 4 giờ trước. Họ cũng đã phát hiện máu xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa. Họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để kêu cứu các nạn nhân mặc ít quần áo. Nguồn tin nói thêm, cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân không có hàng hóa trong container. Hiện chúng tôi đã có ảnh của gần 20 người thông báo mất tích tuổi từ 15 đến 45. Việc Việt Home đang muốn làm điều đó giúp các gia đình có thể tìm được người mất tích hoặc xác định danh tính các nạn nhân. Thì đây là cái thông báo của cái trang này, là nơi tập hợp những thông tin của những người mất tích và để chuyển cho cảnh sát Anh. Và họ nói rằng có 20 cái hồ sơ như vậy đã được thu thập và có lẽ được chuyển. Và trong một diễn biến khác, trước đây ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã từng sang Anh để ký kết nhận người Việt Nam trồng cần sa và nhập cư bất hợp pháp trở về. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy những thông tin thời điểm đó. Tướng Tô Lâm ký cam kết mới chống buôn người với Anh. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người ở London. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Trang web chính phủ Anh đưa tin hôm 21 tháng 11, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về buôn bán người nhằm tạo điều kiện để cộng tác sâu rộng hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ nạn nhân và công tác phòng chống nạn buôn người. Chỉ tính riêng vào năm 2017, các nhà chức trách Anh đã xác nhận có 738 nạn nhân được cho là nô lệ hiện đại đến từ Việt Nam. Ở đây là thông tin rất nghiêm trọng. Và ngoài ra, bên cạnh đó, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021 và Chủ tịch Luân phiên của ASEAN 2020. Khi vụ việc xác 39 người chết cóng này được chứng minh có nhiều người là công dân Việt Nam, thì đây là một đòn rất nặng đánh vào bộ mặt của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đầy đau khổ tại Việt Nam. Thế giới dân chủ và văn minh sẽ nhìn Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam như một thứ hình mẫu thất bại nhất về điều hành một đất nước, một quốc gia. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy gửi video này cũng như những bình luận để chúng tôi có thể biết và cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất để phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ Bảy.